Và đây là kinh nghiệm để cho cái biên này anh em này. Cho cái biên vào vào cái cabin này cho dễ nha anh em nha. Đây, cái cabin này bây giờ ấy nó mới, đâm ra là rất là chật luôn. Đấy, thì cái kinh nghiệm này cũng ít người biết thôi. Xỏ vào không được mà nhiều lúc đóng vào cũng rất là khó. Thì anh em cho mình này, lấy cho mình một cái khò này. Một cái khò mini như này nha anh em nha. Một cái khò mini này anh em vặn ra. Anh em bấm lên như này để cho nó nóng nha. Anh em mà khò cho nó nóng này. Anh em khò cho nó nóng cho nó dán ra nha anh em nha. Khò nóng nó dán ra thì bắt đầu là anh em cho vào rất là nhẹ nhàng luôn. Không có cái gì là khó khăn cả. Những cái này là kinh nghiệm hết đấy anh em ạ. Ngày xưa mình đi học ấy thì lúc đấy là dòng xe này nó chưa ra đời ấy, thì mình cũng chưa biết đâu. Chẳng qua là làm rồi thì nó khá quen, quen thì mình biết được là làm như thế nào để cho nó vào nó dễ dàng. Đấy, anh em khò kỹ để cho nó dán nở nhôm ra và sắt. Nói chung là thay một cái bưởng như thế này ấy, thì tiền công thì nó cũng chẳng được bao nhiêu, nhưng mà làm nó kỳ công lắm. Nhiều khi anh em mới thợ mới làm ấy thì không biết cách như này, thì bắt đầu là mang về đóng đóng lên đóng xuống, nhiều lúc đóng nó còn ghẻ cái bi đi, kiểu nó đóng mạnh à thì nó sẽ gằn bi và ghẻ cái vòng bi đi đi một thời gian đấy, thì nó sẽ có một cái tiếng kêu rất là lạ, tiếng kêu xạo 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 nhá. Đấy, bây giờ thì chắc là được rồi đấy, mình thử xem. Đó, anh em để lên cái giã nhá. Thử xem mà nó xuống chưa. Ừ, nó còn chưa dán nở mấy đâu. Lúc nó dán nở dễ lắm. Khi nó dán nở cho rất là nhẹ luôn. Đó, anh em đốt cho mình thêm một tí nữa. Đốt lâu lâu một tí thì cho cái là xuống luôn thôi. Anh em lưu ý là lấy búa sắt đóng trực tiếp vào những cái vòng bi nhá. Đóng vào đấy là nó hỏng vòng bi, là lúc lắp vào là kêu rồi. Anh em mình phải tháo ra đấy. Tháo ra thì mất tiền, mất công. Mất tiền mua bi rồi lại mất công mà chẳng được tiền gì cả. À được, mày ngoan phết nhỉ. Đâu về đây? Đi về nhà.
Đó, anh nhìn thấy không? Nó sáng rất dễ. Đấy, xuống bây giờ xuống dễ rồi này. Anh em chỉ cần lấy gỗ đóng là xuống thôi. Không có gì là khó cả. Rồi, video này mình cũng chỉ làm đến đây thôi. Để anh em thợ mà chưa biết thì tham khảo nhá. Chúc anh em thành công nhá.